Vâng, Gửi đâu xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và tiếp tục trong video clip ngày hôm nay, em rất vui mừng là sau khoảng độ mất gần một tháng chờ đợi thì cuối cùng là súp của dòng PS đã về hàng. Đây là sản phẩm súp chính hãng nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên kiện của các anh em. Đây là dòng súp Bát 30 các bác nhé. Và như vậy thì trên thị trường có rất nhiều các hãng súp khác nhau và đơn vị em vậy bán rất nhiều các hãng như sản phẩm của TD này, DB này, Ali này, Lex này. Đấy. Và cuối cùng là PS này, có 5 thương hiệu nhé, 5 thương hiệu. Thì những cái điều quan trọng là em muốn giới thiệu đến toàn thể các bác một mẫu súp chính hãng, chất lượng và giá thành cực kỳ hợp lý bác nhá. Bình thường bác mua những quả súp gióng hay những quả súp gọi là hàng loại 1 trên thị trường thì giá đâu đó nó phải khoảng độ gần 3 triệu đến hơn 3 triệu một tí đúng không ạ? Thì nay em giới thiệu mình giới thiệu đến toàn thể các bác một mẫu súp mà em đã bán trong vụ bác trong vòng 3 đến 4 năm qua. Đó mẫu súp PS SD12 có hai phiên bản, đó phiên bản màu đen và phiên bản màu giả gỗ, màu vân gỗ. Thì đối với dòng súp điện Bát 30 này là mỗi mẫu súp cho chất âm cực kỳ hay, phù hợp cho những bác nào chơi ở những không gian từ 20m này, 25m này và để tối đa là 30m thôi nhá, là bác chơi được quả súp này với không gian các bác chơi gia đình. Và như vậy thì súp hơi hay súp điện là một thiết bị là không thể thiếu được với những bộ dàn gia đình và những bộ dàn chuyên nghiệp các bác nhá. Vì tiếng súp là không thể thiếu được, kể bác sử dụng loa ở phân khúc hay độ hay bao nhiêu thì có giải súp vào thì để nó cộng hưởng thì chất âm của bộ dàn nó sẽ hay hơn và cải thiện hơn rất là nhiều. Cái điều quan trọng là hôm nay em Hiếu Minh giới thiệu đến toàn thể các bác là mẫu súp chính hãng của Pearl, hàng nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện sơ CQ, mã số thế đàng hoàng bác nhá. Đấy, và giá thành thì em áng cho bác luôn là giá ở phân khúc trên 3 triệu. Nếu nói phân khúc trên 3 triệu là không có đối thủ ăn được con PS này, bất kỳ các mẫu súp mặt thị trường, nói chung cho các bác luôn. Vì bên em bán không phải riêng vì PS mà mình lại nói hay cho một sản phẩm PS, mà em bán tất cả các hãng. Ví dụ như sản phẩm của TD, DB thì bán ở phân khúc toàn trên 5 triệu, nhưng mà cái giá thành nhỉnh ra thì cũng như có thể nhịch lên một tí, nhưng mà giá thành nó rất là đắt đỏ. Hoặc những sản phẩm của Lex vậy, nhưng đối với con PS thì giá rất là dễ chịu cho bác sử dụng mà được bảo hành dài. Đối quả súp này được bên Hiếu Minh bảo hành đến 2 năm cho các bác anh em yên tâm sử dụng nhá. Sản phẩm mới tinh nguyên hộp các bác nhá. Đấy. Số lượng em về hôm nay nhà cung cấp mới cấp cho em là 20 chiếc thôi, để có thế nào quay thì đó các nhá. 20 chiếc một quả súp 30. Thì ngày mai em về bên hãng về cũng đẩy thì sẽ cấp thêm cho bên đơn vị em. Nhưng thì nói đến sản phẩm của PS thì bên em là một đại lý lớn. Các bác anh em thợ nào có nhu cầu mua buôn, mua sỉ, mua lẻ đối với tất cả các sản phẩm của PS thì cũng liên hệ đơn vị em. Không ngoài gì PS cả, sản phẩm của DB hay sản phẩm của Lex hay sản phẩm của TD hay Ad đi thì đều có liên hệ em. Nếu biết thì kênh em là kênh bán buôn và bán lẻ tất cả sản phẩm nhá các bác nhá. Để các bác lưu ý cho em. Và giá thì như vậy thì đơn vị đã gọi là đơn vị lớn thì sẽ số lượng nhập nhiều thì được bên hãng thì hỗ trợ mức giá rất là tốt, nên là anh em thợ có nhu cầu thì em cũng gọi là sang tay cho các bác anh em với mức giá cực kỳ tốt đó nhá. Và hôm nay em sẽ tiến hành mở ruột ra một đúng mẫu súp màu đây màu gì trước thì thành nhỉ, súp màu đen. Với dòng này thì em đã bán 3-4 năm nay rồi, về chất thì khỏi phải bàn rồi. Hôm nay em về hàng hết hàng cả tháng nay rồi, vì giá thành hợp lý nên là hàng về đâu đến cháy đến đấy các bác ạ. Tốc độ bán đối dòng này em bán nó chạy hơn rất nhiều các sản phẩm súp hãng khác vì nó giá rất là hợp lý, một sản phẩm chính hãng. Em sẽ đây là một chiếc nguyên ghim đấy nhá, em sẽ cắt ra em sẽ bao cho bác xem. Em xong rồi em lấy một cái đồ, mình lấy một cục khác lót lên, nhấc lên để lên cái cục khác thì đấy. Quay thực tế tại kho của mình nhá. Đây trong thời gian này em nhấc ra thì nếu biết thì đơn vị em đang hiện tại có hai cơ sở. Cơ sở 1 là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội. Cơ sở 2 là 48B cư xá Ba Điểm Quốc lộ 2, quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Cách bến xe An Sương 500m các bác nhá. Đây cái biển cũ em tiện đây tại vì nhà hai kho liền thì kho trong thì em có biển cũ em tận dụng, còn ngoài thì cái biển mới in. Hiếu biết thì đa số các clip thì em chỉ đa số Hiếu Minh ở kho em quay clip hàng về thôi, còn ở cửa hàng thì có các anh em, nhà em thì mấy anh em ruột đều làm nên là phục vụ bác tận tình tận lơi với đội ngũ kỹ thuật phục vụ tận nhà. Đây bên trong bác nhá, lấy một cục súp mới lót dưới em ạ. Bên trong này bác nhìn này, nó sẽ gồm 4 cái đế nhá, 4 đế để bác để là cách cái phần chân lên ý, à cách cái chân lên đế nó rất là dày, như nó bác nhá, đế rất là dày, cái phần chân lên để cho nó đỡ bị hợp hơi đấy. Vì ấy thì những dòng súp này ý, tất cả dòng súp điện Bát 30 hay gì đấy nó đều bằng gỗ ván ép thôi, nên nó sẽ cách lên đi khoảng độ mấy phân thì nó đảm bảo cho đỡ bị rộp bác nhá.
Nhất là bác thì ở ngoài trong Nam thì không sao, nhưng ngoài Bắc ý, là đến cái mùa lồm ấy là lúc nào cũng hợp hơi các nhá. Rất đẹp luôn, sang gọn. Cái vân gỗ nó cũng rất là đẹp các nhá, nhìn cái vân gỗ đẹp ghê. Nhìn vân gỗ mới quét này, mở cho anh. Trong thời gian này mở cho anh quả đỏ đi, mở quả nguyên. Đây quả đen rồi. Đây đỏ đây Thành ơi. Mở quả đỏ cho bác nhá. Màng của nó sử dụng màng trước là các bác biết rồi. Màng sử dụng màng carbon. Màng carbon là gì ạ? Thì báo cáo bác, màng carbon ấy ạ là sử dụng cái màng là nó sử bằng các sợi carbon tổng hợp lại. Cái màng này ấy, thì chuột không thể cắn được. Đấy nó rõ luôn. Đấy. Nó rất là dai và bền. Cái con súp này nó sẽ có rất nhiều yếu tố mà đánh giá cao. Thứ nhất là màng carbon này, nó là lón chống nước nhá. Và cái thứ hai gân của nó này là không lo bị mục, thì gân của nó sử dụng gân cao su không nhá. Đấy, đánh nó chỉ có mềm ra thôi. Tiếng con này rất là mềm, chơi rất là hay trong tầm tiền. Thì nếu thì những năm gần đây thì các bác sử dụng âm thanh thì đa số các bác thì được gọi là được thừa hưởng. Đây là được rất nhiều hãng ở đây là các chất lượng được luôn cải thiện và giá thành cũng hợp lý để bác chơi những sản phẩm âm thanh được càng ngày càng chất lượng hơn. Thì cái mức giá thì mình đưa ra rất là tốt rồi. Thì bên em cũng có cái chính sách là thu cũ đổi mới. Những bác nào trước đây mua những quả súp Việt Nam thì ở phân khúc đời thấp có nhu cầu nâng cấp đến sản phẩm súp nhập khẩu chất lượng thì nhanh tay liên hệ đơn vị em với mức giá hỗ trợ các bác đổi các với mức giá tốt nhất và hỗ trợ các bác nhập cho bác những sản phẩm cũ với mức giá cao nhất các bác nhá. Và báo cáo bác nữa là đối sản phẩm tại sao mà bên em lại chỉ bán những sản phẩm, một là hàng bãi xịn, hai là những sản phẩm hàng mới nhập khẩu ạ. Báo cáo bác những quả súp nhập khẩu đây nó sẽ khác với những quả súp gióng ở khác đặc điểm gì. Thứ nhất, quả súp gióng thứ nhất là bản chất nó không được nhà máy nó sản xuất ra thì nó sẽ không đo đáp tuyến được, cái tuyến giải súp nó ra nó không đều. Và cái thứ hai nữa, đánh các bác đánh lâu ấy là sẽ bị hụt tiếng ạ. Hụt tiếng là gì? Đó chính là sửa cái nguồn nó. Vũ những quả súp mới các bác cứ gọi điện cho em bảo quả súp ở phân khúc tầm 2 triệu giật về ấy, hàng mới ạ. Em chia sẻ các bác luôn 100% là súp nhôm. Đó nhá, 100% là cái nguồn nhôm, xin lỗi ạ. Nguồn nhôm 100% ạ. Thì bác biết mua cái cục nguồn đồng, biến áp đồng của nó đã rơi bằng khoảng độ là quả nguồn đồng để chạy quả súp này nhá. Cái biến áp đồng ấy các bác tự đi mua mà xem. Một cái cục nguồn đồng không ạ? Thì giá nó cũng phải rơi đó xít soát gần 1 triệu rồi. Xuất soát gần 1 triệu các nhá. Đấy. PSSD12. Thì với mục tiêu là sản phẩm luôn được cải thiện về chất âm, cải thiện về độ uy tín và cải thiện về thương hiệu. Đơn vị Hiếu Minh Auto thì như thế thì thời điểm này em luôn nhập và sắp tới đây sẽ nhập rất nhiều các sản phẩm cao cấp, kể cả những sản phẩm nhập khẩu châu Âu, sản phẩm nhập Mỹ về phục vụ anh em với nhá. Vì là hàng thì em đang đặt mấy đơn hàng mới. Thì vì vừa rồi nó bị cấm biên cũng là vận chuyển ý ạ, vận chuyển đường không ý, về nó đang rất là chậm, nó mới phục hồi cách được hơn tháng. Thì cái một số mẫu sản phẩm hàng nhập khẩu châu Âu thì mấy hôm nữa sẽ review, chắc phải ra đầu tháng 5 này sẽ review cho các bác anh em ở phân khúc cả đời cao cấp đến phân khúc tầm trung cho các bác anh em để được các bác trải nghiệm. Cái điều quan trọng là cùng các sản phẩm nhập khẩu về đó, chất lượng đó, nhưng cái điều quan trọng là em bán cho bác mức giá hợp lý nhất để các bác được sử dụng với giá thành hợp lý và trải nghiệm tại đơn vị Hiếu Minh Auto. Thì đây là quả súp màu em gọi là đây nó đánh dấu là đỏ, thực ra nó là màu vân gỗ nhá, màu vân giả gỗ này. Hai cái đều giả gỗ nhưng có một cái giả gỗ đen và một cái giả gỗ đỏ. Giả gỗ đỏ này thì nó sẽ bóng hơn, đẹp hơn. Đấy. Và cái như em thấy em cái gài này, cái gài được cải thiện này, nó cải thiện ở đó là đằng trước nhá. Đằng trước nó gài, đằng trước nó là cái nút này, nó bằng nhựa thì nay nó bằng inox. Inox thì có gì không phải đơn vị có để ý bởi tất cả những quả súp nhập khẩu bây giờ ấy, nó vẫn chưa cải thiện được cái phần gài này, kể cả của DB nhiều cái bị gãy nên em cũng đề xuất nhà hãng ấy. Đấy, đề xuất nhà hãng khi nhập khẩu báo bên nhà máy là họ cũng thay đổi nó là cái gài này. Nó bằng inox rồi, nó rất to và chắc chắn nó không bị gãy đó. Chia sẻ thật lòng bác luôn vì với thì sản phẩm nhà hãng tuy người ta đấy họ đã thay đổi là họ sẽ nâng cấp ở phần này, đấy phiên bản 2022 phần này. Đấy. Dòng này sử dụng màng carbon, gân thì là gân cao su, đánh cực kỳ bền luôn, phù hợp những không gian tầm nếu đẹp nhất. Chia sẻ là phút 30 đẹp nhất là không gian tầm 25m đổ lại, nếu 30 đánh là sẽ hơi loãng một tí thôi nhé. Nếu 30-35 thì thường em Hiếu Minh sẽ tư vấn sang súp điện bát 40 các bạn ạ. Nếu một clip em thông báo về hàng, anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ đơn vị em
qua hai số online đây, hoặc đến cơ sở bên Nhật Minh là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội, hoặc 48B cư xá Ba Điểm quốc lộ 2 quận Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh các nhé. Và clip của em Hiếu Minh đến đây kết thúc. Cảm ơn bác xem ủng hộ video của em và xin thân ái chào tạm biệt tất cả bác nhé. Hàng mới tinh nguyên hộp xốp đấy nhá, rồi nó có tất cả xốp ke đầu này.